đúng không ạ? Yêu cầu trang hình như tốt hơn đúng không? Phải không, cần không ạ? Sợ, tại vì sợ bị lây nhiễm thì chết. Thì hô chút xíu. Xin chào, chính thức một lần. Xin chào các anh chị, tất cả mọi người đều là các anh chị. Xin chào tất cả các anh chị miền Nam. Xin chào. Rất là vui có cơ hội giao lưu với các bạn tại Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là một nơi, một thành phố rất là nổi tiếng ở trên thế giới đúng không? Các anh chị nghĩ rằng Hồ Chí Minh có nổi tiếng không ạ? Nếu mà lý giải không nhầm thì là thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố trung tâm kinh tế của Việt Nam đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì đương đương thành phố Thâm Quyến và thành phố Thượng Hải của Trung Quốc, trung tâm thành phố. Cho nên là có cơ hội đến từ Hồ Chí Minh, thật sự rất là vui. Vì tiết kiệm thời gian của tất cả mọi người thì bác sĩ Kiên sẽ nhanh nhất vào chủ thể, nhanh nhất có thể. Các chị đồng ý không ạ? Ok, thì các chị bây giờ đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng vỗ tay nhiệt liệt cho xin không? Theo y học hiện tại chứng minh thì là vỗ tay một lần có thể kéo dài trường thọ 7 giây. Kéo dài trường thọ 7 giây. Tại vì Trung y nói trên bàn tay của chúng ta có rất nhiều huyệt đạo, ít nhất có 7 kinh lạc khác nhau đi qua trên bàn tay của chính mình. Cho nên ấy, khi chúng ta vỗ tay ấy, đồng ý là bắt đầu vỗ vào kinh lạc, vỗ vào huyệt đạo của chính mình. Cho nên mới có một cái kết luận là vỗ tay một lần có thể kéo dài trường thọ 7 giây. Xin hỏi các anh chị, muốn kéo dài trường thọ bao nhiêu lâu? Chúng ta biết được là gì ạ? Khi MC nói vỗ tay, không phải vỗ tay cho cái người chia sẻ trên sân khấu, mà là vỗ tay cho ai ạ? Vỗ tay cho chính mình. Tại vì kéo dài chừng thổ cho chính mình đúng không? Một lần nữa kéo dài dài hơn một chút xíu ạ. Đúng rồi. Ok, xin cảm ơn. Theo cách nói chuyện của tiếng Việt tên là tên đầy đủ của tôi tên là Hoàng Hồ Kiên, bác sĩ Hoàng Hồ Kiên. Từ năm 1990 bắt đầu làm bác sĩ. Khi lúc năm 1990 ra trường đại học y thì bắt đầu làm ngành bác sĩ, bắt đầu làm 10 năm đầu tiên chuyên mổ, bác sĩ khoa ngoại chuyên mổ. Hầu như từ đầu đến cuối chỗ nào cũng mổ hết rồi. Chỉ có duy nhất một nơi chưa mổ vì kỹ thuật chưa đủ, đó là tim. Tim mà tâm à? Tim đúng không? Thì duy nhất một nơi này tôi chưa mổ bao giờ. Vì cái nơi này chưa mổ bao giờ, tất cả mọi nơi mổ hết rồi. Cho nên vì tổ chức, vì kết cấu của con người từ đầu đến chân chỗ nào cũng hiểu hết rất rõ, luôn. Cho nên các anh chị hôm nay cười hay là không cười ấy, vỗ tay không vỗ tay tôi biết hết đấy. Sau khi làm bác sĩ khoa ngoại chuyên mổ 10 năm xong rồi ấy, thì lúc đó thì tự nhiên bản thân mình bị đau dạ dày. Sau khi bị đau dạ dày rồi ấy, thì bác sĩ khoa ngoại mà bị đau dạ dày lần đầu tiên cầu cứu ai biết không ạ? Không phải cầu cứu chính mình đâu, và đi hỏi bác sĩ khoa nội: "Ôi, tôi bây giờ bị đau dạ dày làm sao?"
Thì người ta cũng hỏi, ông làm sao bị tấu da dày được? Ông mỉm cười, bác sĩ Quang ngoài mà. Bác sĩ Quang ngoài làm gì? Cố như là sao? Ăn ăn ngủ nghỉ thất thường đúng không? Đang ngủ người ta cũng gọi, đang ăn cũng gọi, đang đi chơi cũng gọi, bất kỳ đang làm gì đều có thể gọi. Vì sao? Vì phẫu thuật cần cấp, thường xuyên gọi, cho nên thì ăn uống thất thường bị đau dạ dày. Sau khi uống thuốc của bác sĩ khoa nội, uống mãi cũng khỏi rồi. Thế cũng khỏi thì lúc đó mới suy nghĩ vấn đề làm sao điều trị khỏi. Thì lúc đó mới phát hiện không nhờ vào được người khác, nhờ vào chính mình mới khỏi được. Cuối cùng bắt được đi nghiên cứu, bắt được đi nghiên cứu tại sao con người bị bệnh, tại sao bản thân mình bị bệnh đặc về dạ dày, tại sao. Sau đó hiểu rồi thì lúc đó bắt đầu rất buồn cười. Bác sĩ điều trị thì cho chứng minh điều trị khỏi dạ dày mà không cần xài thuốc, nghe thấy bao giờ chưa? Và không xài thuốc mà điều trị khỏi, thế mới buồn cười. Thế vẫn là bác sĩ nước không ạ? Bác sĩ điều trị bệnh tật không cần thuốc thì mới khỏi, cần thuốc thì không khỏi, thế buồn cười không? Các chị nghĩ buồn cười không ạ? Cái logic này có vấn đề không? Đó là sự thật. Dùng thuốc thì không khỏi, không dùng thuốc mới khỏi. Hiển nhiên cái lý thuyết này, cái logic này đã ngược lại hoàn toàn với y học hiện tại đúng không? Vậy làm sao? Thế tại sao? Rất nhiều vấn đề liên quan phần này ấy. Nếu mà liên quan phần này các bạn cũng muốn hiểu biết không ạ? Muốn không ạ? Muốn biết đâu, hiểu biết ở đâu không? Rất đơn giản, các bạn có xài YouTube không? YouTube ấy, các bạn có xài không ạ? À, YouTube, các bạn lên YouTube lên tìm bác sĩ Hoàng Hồng Kiên. Wow, trong đó có rất nhiều video ngắn ngắn, video ngắn ngắn trên dưới 10 phút gì đó, thì có rất nhiều bài giảng về sức khỏe, làm như thế nào để khỏe mạnh hơn, con người tại sao bị bệnh, cách đánh giá lá can của bạn, lá can của bạn có khỏe mạnh không, lá can của bạn được bao nhiêu điểm thì mới biết được thì bạn khỏe mạnh đó là không. Tại vì con người làm sao ạ? Con người rất là kỳ diệu, sắc thể của con người rất là kỳ diệu. Nếu mà coi một con người là một công ty, một con người là một công ty, cái team là chủ tịch hội đồng quản trị, lá can là tổng giám đốc điều hành, nghe hiểu chưa? Và nếu mà cái chung một công ty, chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc điều hành, hai ông này không có vấn đề gì, hầu như công ty này là bình thường đúng không ạ? Thế nếu mà một trong hai ông này có vấn đề thì công ty này kiểu gì cũng có vấn đề đúng không ạ? Điều đó chứng minh cái gì ạ? Lá can và tim đứng ở vị trí vô cùng quan trọng đối với cơ thể con người. Và cho nên các anh chị, sau buổi ngày hôm nay các anh chị về đi, khi nào có rảnh ngay lập tức vào YouTube tìm gì? Tìm bác sĩ Hoàng Hồng Kim. Tìm gì? Cách đánh giá lá can của bạn. Xem bạn lá can của bạn khỏe mạnh đến mức nào, xem bạn được bao nhiêu điểm, lá can của bạn được bao nhiêu điểm, hồ nhi là sẽ biết được tình trạng sức khỏe của bạn đến đâu, được bao nhiêu điểm. Nếu mà 100 điểm, người ta học sinh thi 100 điểm là đầy điểm, xem bạn được 60 điểm hay là 70 điểm hay là 80 điểm hay là 90 điểm hay là 99 điểm hay là chỉ có 59 hay là chỉ có 30 điểm, xem rất quan trọng. Đừng chủ quan, đừng chủ quan. Tại vì rất nhiều người bất ngờ ra đi, bye bye đi uống cà phê với các mắt trên trời ấy, luôn luôn là họ là người chủ quan, hiểu chưa? Cho nên làm thế nào biết được? Đi xem cách đánh giá lá can của bạn, có một bài như vậy sẽ hiện.
À, trong YouTube có rất nhiều bài luôn, không phải chỉ tâm thần bài đó, nhiều bài lắm á. Nhưng mà bài đầu tiên phải đi con người tại sao bị bạn. Bài thứ hai là cách tính lá gan của bạn. Bài thứ ba là bí mật của quản lý sức khỏe là gì. Nếu mà là phụ nữ, của bài tiếp theo là gì? Kinh nguyệt không đều, thế nào mới gọi là kinh nguyệt không đều? Wow, một con người muốn khỏe mạnh phải biết thế nào gọi là ba kiếm khét chúng lao hóa. Ba kiếm khét là gì? Tại sao được gọi là ba kiếm khét ạ? Ba kiếm khét được có tác dụng gì với cơ thể con người? Nhiều lắm. À, hôm nay nghe tích thần nghe bác sĩ Kim chia sẻ chưa có hiểu nhiều lắm. Tại vì cơ thể con người có 8 hệ thống. Một cơ thể con người có 8 hệ thống. Hôm nay chỉ chia sẻ về chăm sóc sức khỏe cho hệ thống hô hấp như thế nào mà thôi. Thế còn bảy hệ thống còn lại thì sao? Lên đi đâu tìm? YouTube. Các anh chị nghe hiểu rõ chưa? Hiểu rõ vỗ tay một lần nữa. Ok. Bác sĩ Kim người Trung Quốc nói tiếng Việt như thế, các anh chị nghe có hiểu không? Hiểu không à? Nếu mà ai cũng hiểu, giơ tay cao cao, được không à? Không hiểu thì giơ tay, hiểu thì đừng giơ tay à? Vậy ông này nói nhanh quá, nghe không hiểu. Mặc dù là tiếng Việt, nghe hiểu không à? Hiểu không à? Hiểu không? Hiểu không à? À, hiểu, hiểu tiếp tục. Ok. Suy nghĩ và trả lời. Suy nghĩ và trả lời. Xin hỏi, tại sao có người điền càng ít nhưng mà bền càng nhiều? Tại sao? Tại sao? Ôi, phải suy nghĩ. Đừng chờ đợi đáp án. Phải suy nghĩ can qua não bộ của mình. Tại sao có người điền càng ít nhưng bền càng nhiều? Tại sao? Ít tiền với bền. Phải không ạ? À? Có người như thế không? Tiền càng ít, bền càng nhiều. Có người như thế không ạ? À? Có không? Đồng ý, giờ đây. Có. À, ok. Có người đồng ý. Có, chứng minh có. Thế, nhưng mà lại tại sao có người tiền càng ít, bền cũng càng ít? Có không ạ? À? Có thì giơ tay. Ờ, lại có đúng không? Vấn đề là tại sao? Vấn đề là tại sao ạ? Bao giờ suy nghĩ tại sao? Hiểu biết về tại sao mới hiểu biết rất nhiều thứ tiếp theo. Nhiều thứ tiếp theo là gì? Tí nữa phân tích cho các anh chị nghe tiếp theo. Hỏi tiếp, tại sao vẫn có người tiền càng nhiều nhưng mà bền cũng càng nhiều? Có người như thế không? Có. Có giơ tay xem nào. Có. À, ok. Tiền càng nhiều, bền càng nhiều, thậm chí tuổi thọ cũng càng ngắn. Có người như thế không à? Tiền nhiều lắm không? Tiền nhiều lắm, nhưng mà bền cũng nhiều lắm luôn. Nhiều nhiều. Nhiều nhiều. Tuổi thọ là càng ngắn. Đáng tiếc không à? Vấn đề là tại sao? Đấy, tiếp theo là, nhưng tại sao lại có người tiền càng nhiều nhưng mà bền càng ít? Cũng người như thế không? Tiền càng nhiều, bền càng ít. Cũng người không ạ? À? Ai thích kiểu này? Giơ tay. Tiền càng nhiều, bền càng ít. Giơ tay, giơ tay. Sau đó là thậm chí tùy thủ càng dài. Hay không? Bốn câu hỏi. Ai thích câu hỏi thứ tư? Giơ tay. Ồ, hầu như 100%. Thế ai thích câu hỏi thứ ba giơ tay? Không thích. Ai thích câu hỏi thứ hai giơ tay? Thứ hai bộ. Này, để trở lại chưa? Xem một chung mọi người biết là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất là như thế. Ai thích câu hỏi thứ nhất giơ tay? Không thích. Ai thích câu hỏi thứ hai giơ tay? Không thích. Ok. Ai thích câu hỏi thứ ba? Không luôn. Ai thích câu hỏi thứ tư? Ôi dồ, các anh chị thông minh thế. Xem các anh chị khôn thế. Cái gì cũng muốn lấy hết. Tiền càng nhiều này muốn lấy tiền nhiều. Sau đó lên muốn ít, bền được ít. Khôn quá.
Thì sao tôi lại muốn tùy thủ dài? Ôi dồi, cái gì cũng lấy hết. Có người như thế không ạ? À? Tại sao có người là như thế được ạ? À? Làm như thế nào được như thế ạ? À? Tại sao? Nghe rõ phần tiếp theo, phần tiếp rất quan trọng. À, trở về tôi đi. À, trở về. Ê, trở về nè. Điền càng ít nhưng bền càng nhiều. Thuyết minh cái gì ạ? À? Điền càng ít, thuyết minh năng lực mưu sinh của người đó kém. Năng lực mưu sinh kiếm tiền kém, cho nên tiền ít, đúng chưa? Đúng không ạ? Nhưng mà năng lực quản lý sức khỏe, năng lực chăm sóc sức khỏe cũng kém, cho nên bèn mới nhiều, đúng chưa? Hai kém, cái gì kém ạ? À? Năng lực kiếm tiền kém, năng lực chăm sóc sức khỏe kém, cho nên tiền càng ít, bèn càng nhiều, đúng không? Đúng chưa? Cho nên các anh chị không thích, cái gì cũng kém, kiếm tiền cũng kém, chăm sóc sức khỏe cũng kém, cho nên là như thế. Thế thứ hai là gì? Tiền càng ít, bèn càng ít, tiền thả ít rồi. Nhưng mà bệnh ít tại sao biết? Ngày mặc dù tiền ít nhưng mà bệnh ít tại sao? Tức là mặc dù người ta tiền rất ít nhưng mà người ta chịu khổ họ chọn sức khỏe, cho nên người ta bệnh cũng ít. Tức là năng lực mưu sinh kiếm tiền thấp nhưng mà năng lực chăm sóc sức khỏe rất giỏi. Đáng khen không? Đáng khen không? Đúng rồi. Ok, để đưa ba xem. À, được. Tiền càng nhiều, bền càng nhiều. Tiền càng nhiều thuyết minh là gì? Năng lực kiếm tiền rất giỏi luôn. Nhưng mà bền càng nhiều thuyết minh lý, năng lực chăm sóc sức khỏe rất kém. Để càng cho nên càng chỉ không thích, chỉ biết kiếm tiền không biết chăm sóc sức khỏe, cho nên mới bền càng nhiều. Cho nên càng chỉ không thích. Bây giờ là thứ tư là gì? Không biết chăm sóc sức khỏe cho nên bền nhiều, cho nên tùy thuộc hắn, đúng không? Đúng không? Thế thứ tự này, tiền càng nhiều, thuyết minh năng lực kiếm tiền giỏi. Thứ hai là bền càng ít, thuyết minh chăm sóc sức khỏe giỏi, năng lực chăm sóc sức khỏe giỏi. Số tố tùy thuộc giải. Tiền nhiều lại biết chăm sóc sức khỏe, lại biết kiếm tiền, tùy thuộc thì giải, cái gì cũng lấy hết. Cho nên ấy, cho nên kết luận là gì? Một con người muốn sở hữu hạnh phúc, bất buộc phải đồng thời, bất buộc phải đồng thời sở hữu hai năng lực, đó là một là mưu sinh kiếm tiền, hay là năng lực chăm sóc sức khỏe, năng lực quản lý sức khỏe, đúng chưa? Thế vừa mới tất cả mọi người đã nghĩ lựa chọn thứ tư rồi mà, tức là lựa chọn là gì? Hai năng lực đồng thời sở hữu, còn lại câu một, câu hai, câu ba đều không phải đồng thời sở hữu hai năng lực, chỉ có sở hữu một trong hai năng lực đó mà thôi, đúng không? Về cái xã hội bây giờ, đa số người hầu như 100% người đều biết kiếm tiền, chẳng qua là kiếm nhiều, kiếm ít, kiếm nhanh, kiếm chậm mà thôi, đúng hay không? Ông này nói nhanh thế, nghe không hiểu, nghe không kịp, đúng không? Hiểu có cái gì? Hiểu vỗ tay, vỗ tay, hiểu vỗ tay. Ok, đúng không? Là hiểu nhá, hiểu tiếp theo. Là các anh chị có quen cô này không ạ? Có. Có quen đúng không? Cô này có nổi tiếng không ạ? Có. Cô này nổi tiếng thế này, các anh chị có thích bài hát, các bài hát của cô ấy không ạ? Có. Có biết hát bài nào không ạ? Có. Bài nào là nổi tiếng nhất? À, bài nào nổi tiếng nhất ạ? Lấy nhau nữa. Không có lấy vợ à? Đóng lại cô này rất nổi tiếng, đúng không? Ai cũng thích. Từ nước ngoài hoài ngoại về đến đất nước Việt Nam, ai cũng thích. Nhưng mà thì các anh chị có biết cô ấy sinh năm bao nhiêu không? Hả? Bà này nói đúng. Cô này sinh năm 1970. Nhưng mà đi vào năm nào? Hả? Đi vào ngày nào?
ngày nào, tháng nào, năm nào. Chúng ta phải yêu quý cô ấy, chúng ta phải nắm rõ. Ngày nào? Sai. Ngày nào? Tháng nào? Chết rồi, các bạn không bằng ông người nước ngoài. Chết rồi. Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2021. Yêu thế. Con nên nuôi như thế này à? Phải hiểu dấu dàng chứ. Bất vì lý do gì? Bất vì lý do gì? Bất vì lý do gì con? Covid-19. Xin hỏi các anh chị, cô ấy nuôi tình yêu ngoài có tiền không? Năng lực kiếm tiền giỏi không? Thế cô điều kiện vào bệnh viện tốt nhất không? Cô điều kiện xài những thuốc tốt nhất không? Thế nhưng mà 51 tuổi đã đi rồi. Điều đó chứng minh cái gì? Đúng rồi. Điều đó chứng minh là cô ấy có năng lực mưu sinh kiếm tiền, nhưng mà cũng có năng lực chăm sóc sức khỏe. Hoặc là nói năng lực chăm sóc sức khỏe quá kém, cho nên sức đề kháng thấp, sức miễn dịch thấp, hệ thống hô hấp năng lực rất thấp. Năng lực hệ thống hô hấp rất thấp thì Covid-19, tức là Corona, Covid, Corona mấy cô cơ hội xâm phạm, xâm lực xâm phạm hai lá phổi của cô ý, cô ý mới đi được chứ, đúng không? Cô hỏi như thế không ạ? Cho nên vừa mấy chúng ta đã nói rồi là gì? Cho nên chúng ta vừa mới đã tổng kết rồi, nếu mà bạn muốn sở hữu hạnh phúc cả cuộc đời, bạn bắt buộc phải đồng thời sở hữu hai năng lực này. Thứ nhất là năng lực mưu sinh kiếm tiền, thứ hai là năng lực quản lý sức khỏe. Đây là lý do tại sao của chương trình ngày hôm nay. Thì các anh chị có biết chương trình ngày hôm nay là ai tổ chức không? Các anh chị biết không ạ? Người tổ chức đứng lên. Mình muốn đứng lên. Người tổ chức ở đây, các anh chị nên dành một tràng vỗ tay cảm ơn bạn này. Đúng không ạ? Tại vì từ cái câu chuyện của người nổi tiếng đó, chúng ta hiểu ra nhiều vấn đề. Hiểu ra vấn đề này mà là vấn đề bản chất. Nhiều năm về trước, không phải nhiều năm qua, vài năm về trước, Việt Nam cũng có một người rất nổi tiếng, hình như là chủ tịch nước, mất vào 62 tuổi mà thôi, đúng hay không? Có phải như thế không ạ? 62 tuổi chủ tịch nước à? Vì là chủ tịch nước cho nên vẫn nói nhỏ nhỏ thôi nhá, ra cửa không được nói thôi nhá. Thế ra 62 tuổi đã ra đi rồi, chứng minh cái gì? Có năng lực kiếm tiền không? Có năng lực quản lý nhà nước không? Nhưng mà có năng lực quản lý sức khỏe không? Nếu mà có năng lực quản lý sức khỏe không phải ở đi sớm thế này, đúng hay không ạ? Thiếu gì tiền? Đi nước nào điều trị bệnh tật không được, đúng hay không? Thế mình năng lực quản lý sức khỏe không ra gì à? Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm gì? Một chàng vỗ tay cảm ơn MC, cảm ơn người tổ chức cho chúng ta học, cho chúng ta mỗi một người có cơ hội học năng lực quản lý sức khỏe. Ngày hôm nay chuyên môn học năng lực quản lý cho hệ thống hô hấp, ok. Vậy xin hỏi phổi của bạn có khỏe không? Phổi của các bạn có khỏe không? Ai dám tự tin nói phổi của tôi rất khỏe rồi tay? Có một người đó đấy. Em tên là gì? Em tên là. Tại sao em dám nói phổi của em rất khỏe? Tức 10 hít sâu 15 giây. Hai phút hay là hít nhịp, nhịp hít sâu, nhịp 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 thở, nhịp thở. Bây giờ thử nhá, tất cả mọi người nhịp không được thở, để tính thời gian xem không được thở xem được bao lâu. Ở trên mình thấy nhá,
chuẩn bị nha. MC xem thấy anh. Bắt đầu. Bắt đây. 1, 2, 3, bắt đầu. Hít thở. Không được thở. Không được thở đúng nhá. Không được hít, không được thở. Hết sức nỗ lực. Không được hít, không được thở. Cố lên. Cố lên. Không được hít, không được thở. Cố lên. Cố lên nào. Cố lên nào. Mấy 30 giây thôi. Vẫn còn 1 phút rưỡi ạ. Vấn đề các bạn. Trên giờ các bạn hít thở rồi. Người rồi thì chết rồi. 45 giây bây giờ. Nếu mà phải bơi lội á. Đúng không? Đây là tập lại nhỉ. Tập lại nhá. Tập lại nhá. Kiểm tra. Không được kiểm tra. Kiểm tra nhá. Lại nhá. À nghe này. Rồi. Một à chuẩn bị ra. Sẵn sàng cho các bạn. Thống nhất. À. Chấn vấn, chấm vỗ tay thống nhất. Vỗ tay thể hiện đồng ý. À. Rồi. Okay. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn chưa? 1, 2, 3, bắt đầu. Không được hít, không được thở, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Bạn hàng không được xem bên này. Cố lên. Không được xem. Hít. Không được xem. Cố lên xem thầy ạ. Cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên, chưa đến 1 phút đâu. Cố lên. Ô. Bạn này. Ô, bạn này. Chết rồi. Mới được 30 giây bàn này. Ấy, bây giờ mới 1 phút à? Mới còn 1 phút à? Kinh chỉ. Hết nổi rồi, Trang là giỏi nhất rồi. 20 giây là Trang. 1 phút 20 giây. Còn ai nữa không? Lan được bao nhiêu? Đó, phải mới vào 2 phút mới được cơ mà. Vừa mới đã tập lên lần 1 không tính mà lần 2 tôi tập lần 2 vẫn chưa được. Ai dạ. Tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn quốc tế là nhiệt không hít không thở, ít nhất phải tập tiêu chuẩn 2 phút thì mới thể hiện được phổi của bạn đạt tiêu chuẩn. Thì bây giờ các bạn mới được 1 phút. 50%. Đa số người chỉ được 1 phút, thậm chí có người chưa đến 1 phút. Chưa đến 1 phút có nghĩa là sao? Chưa đạt 50%. Nếu mà đi mua tổ hàng xịt thì người ta chích khẩu 50% là sướng nhỉ. Đúng không? Nhưng mà bây giờ cái hít thở chích 50% không được đâu. Đúng không ạ? Đúng không các bạn? Nè, nhìn lại. Phùi cổ bản có khỏe không? Tên là một cách. Tí nữa còn, vẫn còn một cách khác. Tí nữa một cách thứ hai. Nè. Làm như thế nào biết được phùi cổ bản khỏe hay là không khỏe? Làm theo biết. Thế là cách một rồi. Đấy, cách hai. Có ai 3 giờ đến 5 giờ sáng thức đỉnh không? Giờ này. Đỉnh á, đỉnh dậy á, từ nguyên không có lý do từ nguyên đỉnh. Đứng lên xem nào, đứng lên, 1, đứng lên đi, đứng lên xem có bao nhiêu người cho mọi người làm quen đi. 2, lên, mày, nè, thầy ơi cái này thầy phải gọi rõ là không,
Tức đỉnh đâu, cũng dày, cũng đỉnh là đính rồi đó. 3 giờ đến 5 giờ sáng trong cái thời gian đó. À, thì ngủ này cũng là đỉnh, đỉnh là cũng là đỉnh. Lúc đó cũng là đỉnh cơ. Hiểu chưa? Bây giờ có ai ngồi đỉnh? Đứng không? Đi cũng đứng lên. Lên lên, đứng lên ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À, xin mời. Xin mời các bạn hỏi xuống. Trung y nói 5 giờ đến 3 giờ sáng lúc đó là thời gian hệ thống hô hấp, thời gian của hệ thống hô hấp làm việc mệt mỏi nhất là thời gian đó. Cố nghĩ là lúc đó nên nghỉ ngơi, cố nghĩ là lúc đó không nên đỉnh. Ok chưa? Lúc đó cũng đỉnh ấy thì phùi mới là tốt. Lúc đó đỉnh ấy thì mình là gì ạ? À? Thì mình là lá phùi của phàm không được sửa sang. Lá phùi của bạn không bị sửa sang. Không được sửa sang, không bị sửa sang. Các anh chị có bao giờ nhìn thấy ô người ta lái ô tô, ô tô vừa lái, ô tô vừa chạy, vừa có một người đứng ở dưới sửa chữa ô tô. Ô tô vừa chạy, có một sư phụ đang ở dưới ô tô sửa chữa ô tô. Có nhìn thấy bao giờ chưa? Có bao giờ nhìn thấy một lái xe máy, xe đu đi. Nhưng mà có một sư phụ đang theo cái xe máy, vừa đi vừa sửa chữa xe máy. Có nhìn thấy không ạ? Tại sao không ạ? Đó. Thì khi 3 giờ đến 5 giờ sáng thức đỉnh ấy, thì tưng tưng là ô tô đang chạy, ô tô đang chạy nhưng mà có người đang sửa chữa ô tô. Xe máy đang chạy, có người đang sửa chữa xe máy. Tưng tưng như vậy. Ý là sao? Tức cái cơ thể con người nó rất là kỳ diệu. Chỉ có cái cơ quan đó là nghỉ ngơi hoàn toàn không thức đỉnh, lúc đó mới có cơ hội sửa sang. Lục phủ ngũ tạng không giống như máy móc thiết bị gọi là sửa chữa, gọi là sửa sang. Thì 3 giờ đến 5 giờ sáng là thời gian sửa sang hệ thống hô hấp. Thời gian sửa sang hai lá phổi. 11 giờ đến 3 giờ sáng, 4 tiếng đồng hồ đó là thời gian sửa chữa lá can và mật. Nếu mà 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng, 4 tiếng đồng hồ đó không ngủ vẫn thức khuya thì tương tương là hai lá can hai mật, tại vì lá can và mật không được sửa sang. 3 giờ đến 5 giờ sáng là thời gian sửa sang lá phổi, cho nên cái thời gian đó không nên là tỉnh. Nếu mà tỉnh thiết minh lá phổi của mình, cái câu nói của trung y là gì ạ? Khí huyết của phổi không đầy đủ, khí huyết của phổi không sung túc. Nghe có hiểu không các bạn? Câu này khó hiểu lắm hả? Là lỡ kiểu đỉnh Việt ai hiểu được. Được không? Hiểu được cái gì? À, hiểu đúng không? À, làm theo biết được. À, ok. Xin hỏi. Tiếp tục hỏi tiếp. Hỏi rồi căng gì mà biết suy nghĩ à? À, xin hỏi đáng sợ nhất là bệnh gì trong các loài bệnh tật của hệ thống hô hấp? Đáng sợ nhất ung thư phổi. MC bảo là ung thư phổi có cái gì thì bảo cái gì. Đáng sợ nhất là bệnh gì trong các loại bệnh tật của ung thư, trong các loại bệnh tật của hệ thống hô hấp? À, phải không ạ? Đồng ý giơ tay. Đó. Không đồng ý giơ tay. Đồng ý không giơ, không giơ tay, không đồng ý không giơ tay. Thì ý là sao các anh chị? À, đáng sợ nhất là bệnh gì trong các loại hệ thống, trong các loại bệnh tật của hệ thống hô hấp, trong các loại bệnh tật của hệ thống hô hấp đáng sợ nhất là bệnh gì? Đúng rồi,
ung thư phổi là đáng sợ nhất. Ngoài chỉ ung thư phổi, đáng sợ thứ hai thì là COVID-19 đó. Viêm phổi COVID-19, đúng không? Viêm phổi COVID-19. Vấn đề là tại sao là đáng sợ nhất? Tại sao đáng sợ nhất các anh chị ơi? Tại sao ạ? Tại sao? Có bao giờ suy nghĩ tại sao đáng sợ? Hai nguyên nhân. Tại vì ung thư phổi là tỷ lệ chết cao nhất là số một loại, cao nhất trên thế giới trong các loại ung thư, tỷ lệ chết cao nhất. Ê, có rất nhiều ung thư nhưng mà tỷ lệ chết cao nhất là ung thư phổi. Là ung thư phổi, ung thư phổi tỷ lệ chết cao nhất. Đương nhiên corona cũng chết rất nhiều, là tỷ lệ chết cao nhất. Thật ung thư phổi tỷ lệ chết cao nhất tỷ lệ chết cao quá, cho nó đáng sợ đấy. Thứ nhất là tên ung thư phổi, ung thư phổi. Nguyên nhân thứ hai là tỷ lệ chết. Cái tỷ lệ chết đấy, tỷ lệ chết cao của chỗ nào đấy? Nó tại sao tỷ lệ chết cao thế? Đương nhiên ung thư phổi chia thành mấy giai đoạn. Giai đoạn một đấy, tỷ lệ sinh tồn 5 năm chỉ có 50% thôi. Giai tuần muộn nha, không phải giai tuần cuối nha. Giai tuần một tỷ lệ sinh tồn được 5 năm chỉ có 50%. Sợ chưa? Thì giai tuần hai tỷ lệ giảm hơn nữa, giai tuần hai tỷ lệ sinh tồn chỉ có 25%. Giai tuần ba tỷ lệ sinh tồn 5 năm chỉ có 10%. Giai đoạn thứ tư tỷ lệ sinh tồn ít hơn 5%, thông thường là 3%, trên dưới 3% mà thôi, trên các nước đều cơ bản giống nhau. Tỷ lệ sinh tồn trên dưới 5 năm chưa đủ 5%, trung bình là 3%. Đây là giai đoạn thứ tư. Đa số bệnh nhân ung thư phổi mang tính chất là tế bào nhỏ, trên dưới khi phát hiện trên dưới 6 tháng thì luôn khoảng 6 tháng. Cho nên tại sao bác sĩ ở trong bệnh viện cứ người ta phát hiện người ta xem X-quang, xem siêu âm, xem cụm tử thì người ta ra kết luận bệnh nhân này còn nửa năm mà sinh sống thì ngay nhà thì có gì người ta thích. Bệnh nhân thích ăn gì cho ăn, thích uống gì cho uống. Bác sĩ tại sao dám nói? Thì bác sĩ người ta từ cái giai đoạn nào, từ cái tính chất giai đoạn nào, từ cái chủng loại của tế bào phân loại, cái sinh tiết phân loại, người ta hiểu ra vấn đề. Là cái đáng sợ đây, tỷ lệ chết cao quá. Mặc dù giai đoạn đầu, giai đoạn một cũng tỷ lệ như thế này cơ mà. Tóm lại, kể cả giai đoạn một sinh tồn là 5 năm vẫn đi thì vừa mất tiền vừa mất người vừa mất mạng. Ok, thế nguyên nhân thứ hai đáng sợ là gì? Là thuốc điều trị. Các bạn biết cái viên thuốc này rất nhỏ nhỏ, cái viên thuốc này rất nhỏ nhỏ, mỗi ngày chỉ cần uống một viên, nhưng mà một viên này hơn 2.8 triệu. Nếu mà có quan hệ lấy được khuyến mại thì là 1 viên 2.8 triệu. Mỗi ngày 1 viên 2.8 triệu, 2 ngày thì 5 triệu 6, 3 ngày thì bao nhiêu triệu? Thì nếu mà không lấy được khuyến mại, 5 triệu 1 viên, không có tưởng gì, không có tưởng, không có cớ gì, không có quan hệ, 5 triệu 1 viên. 5 triệu một viên, ngày nào cũng uống một viên. Một viên là được mỗi một ngày chỉ cần một viên. Thuốc này được phát minh, được nghiên cứu, được phát minh, được chế tạo ra vào năm 2015 mà thôi. 7 năm về trước mới phát minh, mới nghiên cứu ra, mới sản xuất ra cái thuốc này. Thuốc này là, đến giây phút này là thuốc duy nhất có tác dụng điều trị ung thư phổi có hiệu quả. Có hiệu quả thôi nha.
chứ không phải điều gì khỏi nhá, nghe hiểu chưa? Cái thuốc này có tác dụng, đến giây phút này có tác dụng tốt nhất cho điều trị ung thư phổi, nhưng mà không phải điều trị khỏi mà có tác dụng tốt nhất thôi. Đến giây phút này chứ không phải điều trị khỏi. Nhưng mà tăng như thế này, các anh chị hiểu không? 2.8 triệu một viên, cố cường mua được 2.8 triệu một viên, sáng nào ngày nào cũng một viên 2.8 triệu. Ô, 2.8 triệu à, 2.8 triệu à. Xin lỗi các anh chị, sinh viên mới bắt đầu ra trường, lương một tháng là bao nhiêu tiền? Tại Sài Gòn? 5 triệu. Được bao nhiêu triệu? 7 triệu à? 5 triệu à? Thế hai người hết rồi đó, hai người 5.6 triệu rồi đó, hai người 5.6 triệu rồi đó, đúng không? Chi phí lớn quá. Thuốc này tên là gì không biết không ạ? Thuốc này tên là osimertinib. Osimertinib. Thuốc này tên là osimertinib 80mg một viên, 30 viên một hộp. Một hộp đến giây phút này ở Việt Nam là 138 triệu trở lên. Có cửa, có đường, có quan hệ, có chương trình khuyến mại được 138 triệu một hộp. Một hộp chỉ xài được một tháng. Một hộp một tháng thôi. Đi 10 tháng là 1.3 tỷ đó. 10 tháng là 1.3 tỷ, đúng không? Một năm thì gần 2 tỷ, đúng không? Đáng sợ chưa các bạn? Điều lý do tại sao nói ung thư phổi đáng sợ nhất, tỷ lệ chết cao nhất, phí điều trị cao nhất, mắc nhất, tắc nhất, đúng không? Vậy làm thế nào? Vậy làm thế nào? Ok, xin lỗi các anh chị đã chuẩn bị sẵn chưa? Điền thuốc chống ung thư chuẩn bị đầy đủ chưa? Điền thuốc chống ung thư chuẩn bị đầy đủ chưa? Phí y tế đầy đủ chưa? Không cần biết anh chị đang làm ngành gì, nghề nào, kiếm tiền nhanh đến mức nào, không chịu nổi được đâu. Nếu mà cái giai đoạn một được sinh tồn 5 năm, giai đoạn một có 50%, 50% tình nhân sinh tồn được 5 năm, thì 5 năm mất bao nhiêu tiền rồi? 1 năm cần 2 đĩa. Ở Việt Nam cái gì? 138 triệu một hộp à? Ở Trung Quốc 200 triệu một hộp các bạn ạ. Việt Nam 138 triệu, Trung Quốc 200 triệu. Thế đáng sợ chưa? Ô, 20 ở Trung kinh khủng. 10 tháng là bao nhiêu? 10 tháng là 2 tỷ. 12 tháng 2 tỷ tư. Trung Quốc ở Trung Quốc 200 triệu một hộp à? Thế nên 1 năm là 2 tỷ tư, 2 năm là 4 tỷ 8. Nếu mà xuống được 5 năm. Xuống được 5 năm tiêu hết hơn 10 tỷ, nhưng mà sau 5 năm lại đi. Giai tuần đầu, giai tuần mỗi đồng. À, sao chưa? Cho nên hỏi, suy nghĩ lại, y tế phí chuẩn bị đầy đủ chưa? Nếu chưa đầy đủ thì cần thiết học bài ngày hôm nay. Đúng rồi, nếu chưa chuẩn bị, không có cơ nào chuẩn bị nhiều tiền thế, học bài ngày hôm nay. Làm thế nào để chống ung thư phổi, làm thế nào giữ gìn sức khỏe, làm thế nào quản lý hệ thống hô hấp. Ung thư phổi, cách, ung thư phổi, cách chúng ta xa bao nhiêu? Ung thư phổi cách các anh chị xa bao nhiêu? 100 cây là 200 cây? Là bao nhiêu? Ung thư phổi cách chúng ta xa bao nhiêu? Ung thư phổi cách các bạn xa bao nhiêu? 1 cây, 2 cây hay 1.000 cây? Xa bao nhiêu à? Ung thư phổi cách chúng ta xa bao nhiêu? Không biết thì rất chủ quan, đúng chứ? Biết thì không dám chủ quan, không biết mới dám chủ quan. Xa bao nhiêu? Các anh chị có biết sợ không à? Biết sợ không à? Các anh chị có nghe nói
Công ty Alibaba của một người tên là Jack Ma cũng nghe thấy bao giờ chưa ạ? Jack Ma nói một câu cũng rất nổi tiếng. Jack Ma nói ung thư sẽ khổ cờ đường mối một gia đình. Jack Ma nói ung thư sẽ khổ cờ, ung thư sẽ khổ cờ của mối một gia đình. Đừng ra đừng ra đừng đi khó cỡ. Cố nghĩ là tương lai ung thư rất phổ biến. Ý của Giang Ma nói như vậy. Tại sao rất phổ biến? Liên quan cái gì? Liên quan nhiều thứ. Liên quan những thứ nào quan trọng nhất? Tí nào nói sau. Ok. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học quản lý sức khỏe cho hệ thống hô hấp. Quản lý sức khỏe như thế nào? Làm thế nào để dự phòng ung thư phổi? Làm thế nào dự phòng các loại bệnh tật của hệ thống hô hấp? Làm như thế nào dự phòng các loại bệnh tật hệ thống hô hấp? Điều đó là chủ đề của ngày hôm nay. Các anh chị nhìn thấy ông này không? Các anh chị nhìn ông này có cảm nhận gì? Các anh chị có cảm tưởng gì khi nhìn thấy hình ảnh của ông này? Ông này là ung thư phổi. Các anh chị nhìn thấy hai mắt của ông này nhìn thấy gì? Hai mắt của ông này muốn nói gì biết không? Ông thầy đang nói ông trời ơi cho tôi sống thêm với, có phải không? Ông ấy rất là buồn, rất là buồn, rất là này, cái nước mắt đang chảy, rất là buồn, buồn lắm ạ. Cầu cứu ông trời cho tôi sống thêm với. Ông hiểu không ạ? Dự phòng được đã, chính xác hiểu về, chính xác nhận thức về ung thư phổi. Ung thư phổi à, ung thư phổi, ung thư phổi bao gồm các loại bệnh tật của phổi à, các loại bệnh tật phổi, các loại bệnh tật cấp tính, mãn tính hoặc là ung thư phổi đều bắt đầu từ niêm mạc của phế quản. Câu này rất quan trọng. Từ ngủ say, ngủ say sẽ mất rất nhiều thứ. Câu này quan trọng cực kỳ. Ung thư phổi bao gồm các loại bệnh tật của phổi đều bắt đầu từ niêm mạc của phế quản và chi phế quản và chi nhánh phế quản. Có thể cố lễ Việt Nam đứng Việt không gọi là chi nhánh phế quản, nhưng mà về nói cho hiểu thôi. Đang nhìn thấy cái từ to to, cái trắng trắng kia, to to trắng trắng kia là gọi là phế quản. Sau cái to to xong rồi lại chia được nhiều thứ, chúng ta gọi là chi nhánh. Còn chi nhánh công ty cho dễ hiểu á, còn là chi nhánh phế quản là bất kỳ bệnh tật gì của bệnh phổi đều bắt đầu từ niêm mạc của phế quản và niêm mạc của chi nhánh phế quản, chi phế quản. Điều đó hiểu về điều đó rất quan trọng. Hiểu về điều đó mới tiếp theo mới biết được làm như thế nào, làm như thế nào à, làm thế nào mới hiểu được cái phần sau. Nghe hiểu phần này quan trọng. Các gì? Cho nên kiểm tra lại các gì? Tất cả bệnh tật của phổi đều bắt đầu từ đâu? Xin hỏi các gì? Tất cả bệnh tật để của hệ thống hô hấp bao gồm từ phổi bắt đầu từ đâu? Ngủ say rồi à? Hay là nghe chưa hiểu? Nói lại lần nữa. Hiểu không ạ? Hiểu thì trả lời chứ, con trả lời bác sĩ không biết các bạn hiểu hay không hiểu. Hiểu hả? Hiểu được, vỗ tay. Không trả lời được, vỗ tay. Ok. À ok. Cố nghĩ là sao? Cố nghĩ là những tất cả yếu tố có thể ảnh hưởng, có thể tổn thương đến niêm mạc của phế quản và niêm mạc của chi phế quản đều có thể dẫn đến bệnh tật của phổi, thậm chí ung thư. Cố nghĩ là như vậy. Nghe câu này không? Tất cả những yếu tố có thể ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng, có thể tổn thương đến niêm mạc của phổi, của niêm mạc của phổi hoặc là niêm mạc của chi nhánh phổi đều có thể tạo ra bệnh tật phổi. Điều đó rất quan trọng. Hiểu về điều này rất quan trọng. Ok. Vậy
Nguyên nhân hôm nay chúng ta chỉ chia sẻ ba nguyên nhân quan trọng nhất. Thật ra có nhiều nguyên nhân, có nhiều nguyên nhân, nhưng mà chúng ta vì thời gian qua có hạn chế, chúng ta chia sẻ ba nguyên nhân quan trọng nhất đối với bệnh phổi và ung thư phổi. Nguyên nhân đầu tiên là hút thuốc lá. Hút thuốc lá, chung thuốc lá, chung thuốc lá đó có rất nhiều cái thành phần có hại cho niêm mạc của phế quản, có hại, tổn hại, tổn thương cho niêm mạc phế quản và niêm mạc chi phế quản. Các anh chị xem phổi này, phổi này là phổi bình thường, phổi này là phổi hút thuốc lá. Là hút thuốc lá và không hút thuốc lá, cái hai lá phổi sự khác biệt rất là lớn đó, lớn đến mức này. Là xem nguyên nhân thứ hai là gì ạ? Cho nên đừng hút thuốc lá. Nếu mà những ai đã hút thuốc lá, ngay lập tức cai thuốc lá. Thứ hai là gì? Thứ hai là thói quen ăn vúng. Thói quen ăn vúng, cách ăn vúng của mình, của vấn đề không khoa học. Nào ra chúng ta luôn luôn nằm trong trạng thái thiếu vitamin A. Khi chúng ta thiếu vitamin A thì cái tỷ lệ bị mắc ung thư phổi thì cao hơn rất là nhiều. Tại sao thiếu vitamin A bị mắc ung thư phổi rất là nhiều ạ? Tại vì liên quan khi thiếu vitamin A, niêm mạc phế quản, niêm mạc cái chi nhánh phế quản sẽ dễ bị oxy hóa, bị lão hóa, bị oxy hóa, sản sinh ra rất nhiều cốc từ rồi. Nguyên nhân thứ ba là gì? Không khí bị ô nhiễm. Không khí bị ô nhiễm ấy, không khí bị ô nhiễm vấn đề lớn. Thứ nhất là gì? Ô tô và xe máy. Ô tô và xe máy thải ra khói. Việt Nam nhiều không ạ? Nhiều. Ô tô nhiều không? Xe máy nhiều không? Các anh chị có bao giờ sang Trung Quốc bao giờ chưa? Rồi. Ai đã sang Trung Quốc rồi? Em. Này, chỉ hai bạn thôi à? Sang một lúc nào? Năm nào? Dạ. 2016, 6 năm về trước. Thế bạn sang Trung Quốc có phát hiện Trung Quốc có xe máy không? Không có hả? Đi Vân Nam à? Thật ra có đa số thành phố không có xe máy ạ. Điều số thành phố có xe máy, nhưng mà là xe máy điện. Xe máy điện bằng nạp pin sạc điện thì mới đi được. Không có xe máy đổ xăng. Tại vì là sao? Bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường. Không có xe máy đổ xăng. Việt Nam có xe máy điện không ạ? À? Chắc là có rồi. Nhưng mà số lượng ít, xe máy đổ xăng nhiều, đúng không? Đúng. Thứ hai là gì? Trung Quốc có ô tô cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà ô tô bây giờ đã chiếm một nửa rồi. Ô tô tiền chiếm một nửa rồi đó. Ừ. Nhưng Việt Nam ô tô tiền chưa nhiều. Thì cái ô tô và xe máy thải ra khói rất nhiều. Ô nhiễm môi trường. Nhà máy thải ra khói. Nhà máy nhiều không? Việt Nam nhà máy nhiều không ạ? Nhiều ạ. Khu công nghiệp Việt Nam nhiều lắm ạ. Hầu như các tỉnh đều có khu công nghiệp, đúng không? Tại sao? À, có nhiều liên quan đến tăng trưởng GDP của Việt Nam, đúng không? Thứ ba là gì? Nấu ăn bốc ra khói. Nấu ăn bốc ra khói, cái ba loại khói như vậy nó vào vào hệ thống hô hấp rất là mạnh ở chỗ nào? Chúng ta nói tiếp. Đây là phổi, cái kết cấu phổi là như thế. Tức là mắt thường có thể nhìn thấy, tức là mắt thường không nhìn thấy, tức là mắt thường càng không nhìn thấy. Đây là đơn vị nhỏ nhất của một chiếc tế bào phổi. Đơn vị nhỏ nhất của một chiếc phổi là cái tế bào phổi rất nhỏ, ở dưới kính hiển vi mới nhìn thấy. Chứ chúng ta thì phóng to như vậy cho các gì làm quen mà thôi. Trong kính hiển vi mình nhìn thấy. Khi
các loài vi khuẩn, các loài virus, các loài bụi vào phổi, thì cuối cùng vào đây, vào đến niêm mạc các bạn, vào đến niêm mạc của phế quản, vào niêm mạc của chi phế quản các bạn. Cho nên cuối cùng từ bắt đầu xâm phạm tổn hại tổn thương đến tế bào của phổi, niêm mạc của phổi. Thế là hiệu quả sơ sơ. Mỗi một ngày chúng ta hít thở bao nhiêu lần? Nếu mà mỗi một phút tập trung bình thường, tức là bình thường nhá, bình thường mỗi một người đấy một phút hít 16 lần đến 20 lần. Nếu mà mỗi một phút hít 16 lần đấy thì một ngày hít 23.000 lần. Nếu mà mỗi một phút hít 20 lần đấy thì một ngày hít 28.800 lần. Nếu mà không khí bị ô nhiễm thì ít nhất hít từ 23.000 lần. Thì 23.000 lần toàn là không khí ô nhiễm vào lá phổi. Thì vào lá phổi của mình sẽ sao? Thì mỗi một ngày hít thở bao nhiêu ạ? Hít thở oxy bao nhiêu ạ? 11.000 lít, đương tương 11 mét khối. Mỗi một ngày đều hít 11.000 lít không khí, 11.000 lít oxy. Giả sử 11.000 lít không khí đều chưa được sàng lọc, 11.000 lít không khí đều là bị ô nhiễm, trong 11.000 lít không khí có vi khuẩn, có virus, các loại vi khuẩn, các loại virus, có rất nhiều loại bụi, bụi thô, cũng có rất nhiều loại bụi nhỏ, bụi mịn, thì là sao? Đều nằm trong 11.000 lít cho xì. Vậy lá phổi của mình còn khỏe nữa không? Không. Thì lá phổi của mình khổ chưa? Khổ chưa? Rất là khổ đúng không? Vậy chất lượng không khí có phải quan trọng không ạ? Các anh chị cảm nhận được chất lượng không khí quan trọng chưa? Rồi. Các anh chị hiểu biết tại sao ngày hôm nay tổ chức chuyên môn nói về phần này chưa? Để lý do không khí ô nhiễm hay không, sạch hay không, đối với bản thân mình rất quan trọng, đối với chúng ta rất quan trọng. Vậy ok, không khí trong phòng ngủ của bạn có bị ô nhiễm không? Có. Văn phòng làm việc của bạn có bị ô nhiễm không? Môi trường làm việc của bạn không khí bị ô nhiễm không? Có. Có không? Có. Có không? Có. Sạch sẽ là bị ô nhiễm rồi. Ô nhiễm. Đó, vấn đề đấy. Ta bị ô nhiễm và ô nhiễm đến mức độ nào? Có bao giờ đi kiểm tra chưa? Đó. Đây là sau khi sử dụng 2 tuần trong phòng ngủ, sử dụng máy lọc không khí, sử dụng 2 tuần trong phòng ngủ thì làm sao? Cái máy lọc thì là nhìn thấy còn thiểu đến mức này. Phòng ngủ nha. 2 tuần thôi nha. Tên là Tây Ninh. Tây Ninh đã như thế rồi, Sài Gòn còn tốt hơn nữa không? Tây Ninh chỉ thế thôi, Sài Gòn càng kinh khủng hơn, đúng hay không? Đúng rồi. Ok. Sau khi sử dụng 28 ngày trong phòng ngủ, đây là Bến Tre. Sợ chứ. Tây Ninh xong là để Bến Tre. Cho nên là 28 ngày tôi nhìn thấy cứ yếu, nhìn thấy cứ yếu, nhìn thấy cái gì bị sợ chưa? Sợ. Phong ngu của mình sợ chưa? Nè, tức là Hà Nội sau khi sửa vừa mới là 2 tuần, sau đó thì từ 28 ngày tức là 2 tháng. Tầng 35. 2 tháng sau sử dụng 2 tháng máy lọc không khí trong phòng ngủ tại Hà Nội tầng 35. Nghe rõ chưa? Không phải tầng 1, tầng 2. Tầng 35 ngoài ô. Tầng 35 ngoài ô Hà Nội thì là sao? Máy lọc không khí là như thế. Xem cuối cùng như thế nào. Nè, xem lời tiếp theo sẽ cụ thể hơn đấy. Ôi giời.
là thành quan người thứ như thế. Thì đây cuối cùng hốt vội xỉu hốt vội hú thú 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 thì nhìn thấy dữ, nhìn thấy chưa? Mỏi ô 30 tầng 30 năm ở Việt Nam không còn đang coi lầu 3 năm được không? Lầu 30 năm Sài Gòn còn lầu 30 năm mỏi ô đó. Thế Sài Gòn có tốt hơn không? À? Kì quá, kì quá, ok, ok. Em nói xem nào. Xem Sài Gòn có tốt hơn thế này không? Kết vào thôi, bị tiêu thôi. Xem xin mấy đâu không đi sao rồi. Nếu mà phòng ngủ của mình không có máy lọc không khí thì là không có máy lọc không khí thì có phải sử dụng hai lá phổi của mình đi lọc không ạ? Đúng rồi. Thế hai lá phổi của mình khổ chưa? Thế đầy đủ chuẩn bị tiền đầy đủ cho y tế phí chưa? Hả? Y tế phí? Nếu không có máy lọc không khí, hai lá phổi của bạn sẽ bị sao? Thế vì sao không khí tin vừa đến mức này đúng không? Ok. Chúng bệnh tật của hệ hô hấp bao gồm dự phòng ung thư phổi chỉ cần có 3 bước thôi. Chỉ cần có 3 bước. Các anh chị mừng ngủ chưa? Chưa. Có 3 bước nó hết rồi đó. Nó hết rồi thì hết rồi. Thế là chi ra sơ tên luôn. Mừng ngủ chưa? Chưa. Mừng ngủ thì không nói. Không mừng ngủ thở tí. À, bước thứ nhất là gì? Bước thứ nhất là sử dụng máy lọc không khí rất đơn giản. Tức nước không khí nó bẩn thỉu quá. À, bẩn thỉu quá. Sử dụng máy lọc không khí để thay thế lá phổi mà lọc không khí. Thì bước thứ nhất, bước này quan trọng nhất. À, bước này quan trọng nhất. Chúng ta đi ra ngoài đường thì ô nhiễm đến mức nào chúng ta không có cách nào gì hết. Nhưng phòng ngủ của mình là gì? Mỗi ngày ngủ 8 tiếng đồng hồ đúng không? 8 tiếng đồng hồ có như là sao? Mỗi ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Có phải tương đương 1/3 cục tử ở trong phòng ngủ chúng hay không ạ? Đúng ạ. Thế 1/3 cục tử có đáng sử dụng máy lọc không khí không ạ? Có. Ok. Để lý do tại sao đáng sử dụng máy lọc không khí đúng chưa? Thì khi tôi làm việc tại văn phòng làm việc cũng 8 tiếng đồng hồ đúng chưa? Còn môi trường làm việc của mình cũng là 8 tiếng đồng hồ đúng chưa? Ngoài đường chúng ta cũng cần biết đúng không? Nếu mà các anh chị đi ô tô ấy, thì ô tô vẫn phải cần thiết có một máy lọc không khí trong ô tô đúng hay không? Suốt ngày lái ô tô đúng chưa? Ok, mà chúng ta cần thiết hiểu vấn đề khi lựa chọn máy lọc không khí cần gì, lựa chọn không khí cần thiết là gì. Điều này, tiêu chuẩn là điều này. Đường kính của máy lọc không khí bắt buộc phải nhỏ hơn PM2.5 các loại vi khuẩn và các loại virus, bao gồm virus corona. Đường kính cách thức của máy lọc không khí nó bắt buộc phải nhỏ hơn. Nhỏ hơn họ mới cản được họ, mới lọc được họ, đúng không? Đúng. Vấn đề này, tính tiêu chuẩn. Cho nên phải có trí tuệ một chút, phải trí tuệ một chút, phải thích lựa chọn hãng nào mới là không biết. Điều tốt là quan trọng. Đại sản, các anh chị có hiểu PM2.5 là gì không ạ? Hiểu PM2.5 là gì không ạ? Các anh chị ạ? Hiểu không ạ? Bụi mịn. Trong không khí có rất nhiều bụi, đúng chưa? Nếu mà là không cái gì à? Nhà máy xi măng, nhà máy than, nhà máy cam thép, nhà máy quảng văn vân vân, các loại nhà máy thì có rất nhiều cái bụi thô. Nhưng ngoài ra bụi thô cũng có các loại bụi nhỏ, bụi mịn, đúng không? Bao gồm phòng học đây, bất kỳ ở đâu đều có bụi mịn. Bụi thô cũng chắc chắn nhiều, bụi mịn nhất định nhiều. Bụi mịn là gì? PM2.5 chính là bụi mịn, bụi nhỏ nhỏ, hiểu không ạ? Hiểu không ạ? Hiểu ạ. Sợ nói tiếng Việt các anh chị không hiểu.
thì PMI phải năm là gì ạ? PMI phải năm là gì? Ý là gì? Người ta học y, người ta học bảo vệ môi trường, người ta đều hiểu. Nhưng mà chúng ta không học y, không ai học bảo vệ môi trường không chắc hiểu. PMI phải năm là chủ yếu nói về bụi mịn, đường kính của bụi mịn bằng hoặc là nhỏ hơn 2,5 micromet. Đường kính của bụi mịn bằng hoặc là nhỏ hơn 2,5 micromet thì gọi là PM2.5. Thế PM2 tại sao phải nhắc đến PM2.5? Khi nhắc đến PM2.5 ấy, chúng ta phải nhắc đến ngay tóc. Một sấy tóc ấy, sợi tóc. Một sấy tóc ấy thì là đường kính là 70 micromet. Một sấy tóc là 70 micromet. Thế mà bụi mịn chỉ có 2,5 micromet. Nhìn thấy chưa? Một sấy tóc nhỏ không hả? Nhỏ. Một sấy tóc rất nhỏ. Nhưng bụi mịn nhỏ hơn một sấy tóc rất nhiều, để 2,5 thôi. Nhưng mà một sấy tóc là 70 micromet thôi. Thì rất nhiều anh chị chưa hiểu micromet là gì. À, nói phần này. Đây. Một cm đi. Một cm đi. Một cm bằng 100 mm. Đúng không? Đúng. Điều này ai cũng biết đúng không? Đúng. Ok. Vấn đề là 1 micromet bằng 0,001 mm. Nghe phần này rất quan trọng. 1 micromet bằng 0,001 mm. Cho nên biết được là gọi là cái đơn vị là micromet là rất nho nhỏ. Micromet, một micromet rất nho nhỏ. Tại vì nó bằng 0,001 thôi mà. 0,001 mm mà. Cho nên ok. Cho nên là PM2.5 ấy, tức là cái đường kính của bụi mịn là nhỏ hoặc là bằng hoặc là nhỏ 2,5 micromet. Thì cố nghĩ là nó nhỏ quá, nhỏ hơn cái sợi tóc rất là nhiều. Cho nên là gì? Lông mũi của con người, không cần là nó. Lông mũi của con người không cần là nó. Nó làm sao không cần? Nó trực tiếp bay thẳng vào, vào niêm mạc của phế quản, vào niêm mạc của chi nhánh phế quản. Vì vậy nó trực tiếp tổn hại, tổn thương đến tế bào của phổi, niêm mạc của phổi. Nghe đã hiểu chưa? Và các loại bệnh tật bao gồm ung thư phổi đều bắt đầu từ niêm mạc của phổi, niêm mạc của phế quản và niêm mạc của chi phế quản. Anh nói rất dối dàng rồi. Bây giờ đã hiểu chưa các bạn? Nhiều người vỗ tay đồng ý. Ok. Đấy kìa. Đấy, chờ. Thế là vi khuẩn. Thế là vi khuẩn. Các loại vi khuẩn. Vi khuẩn này rất là nhiều. Trong không khí có rất nhiều vi khuẩn. Vi khuẩn này có rất nhiều thì đường kính khác nhau. Nhưng mà đường kính nhỏ là 0,5 micromet. Đường kính lớn thì 5 micromet. Các loại vi khuẩn. Đừng tưởng như vậy. Thì ví dụ các loại virus, chung các loại virus đó đường kính cơ bản giống nhau, từ trên dưới 0,1 micromet. Thì bao gồm virus corona, tức là virus covid-19 là 0,1 à, 1 micromet thì nhỏ như thế này, thì 0,1 một cái virus corona chỉ 0,1 micromet, đường kính của ví dụ corona nhỏ đến mức này, cho nên nó trực tiếp bay thẳng vào. Cho nên bắt đầu cho các anh chị xem cái hình ảnh cô ấy lùi tính như hoài. Nhưng mà khi ví dụ corona đừng kính nó nhỏ quá, trực tiếp bay thẳng vào cô ấy cái phổi, cho niêm mạc của chi phế quản, niêm mạc của phế quản phổi bị xâm phạm, bị tấn công, thì cuối cùng ra đời. Đã ăn dỗ một năm rồi. Có phải như vậy không? Đáng sợ chứ, biết sợ chứ. Cho nên cả sao nói là đáng sợ nhất là gì? Viêm phổi, virus corona và ung thư phổi. Đáng sợ chỗ đấy, đáng sợ chỗ đấy. Tiêu tố chứng minh là gì? Tiêu tố chứng minh mặc dù cô ấy kiếm tiền, năng lực kiếm tiền rất giỏi, nhưng mà năng lực chăm sóc
sức khỏe, năng lực chăm sóc hệ thống hô hấp rất kém, thậm chí không có, không có ý thức đó, không có năng lực đó, cho nên niêm mạc của phổi, phế cầu của phổi, tế bào của phổi tất cả không ra gì, cho nên không đề kháng được, không chống được, không tránh được viêm corona tấn công. Nghe hiểu chưa? Vậy chúng ta phải biết rút kinh nghiệm chứ, đúng không ạ? Chúng ta không có nhiều tiền bằng cô ý, cô ý nổi tiếng, cô ý mới có tiền. Chúng ta không có nổi tiếng bằng cô ý. Chúng ta là bình dân, đúng không? Chúng ta bình dân, chúng ta không có tiền giống như cô ý. Chúng ta phải biết bảo vệ sức khỏe, đúng không ạ? Đúng ạ. Các anh chị đồng ý không ạ? Có. Cho nên đừng kính. À, chúng ta phải biết lựa chọn mấy loại không khí, lựa chọn thế nào. Ok. Thế là, à, thế là, đây, đây mấy lọc không khí atmosphere. Thế là mấy lọc không khí atmosphere là gì ạ? Đường kính là 0,0024 micromet. Wow! Quá nhỏ. Quá nhỏ. Nhỏ hơn virus corona bao nhiêu lần ạ? Rất nhiều lần. Virus corona 0,1 micromet. Tức là 0,0024 micromet. Có nghĩa là đường kính này nhỏ hơn bụi mịn, nhỏ hơn các loại vi khuẩn, nhỏ hơn các loại virus, cho nên mới bán chạy số một thế giới. Tại vì các hãng, các máy lọc không khí của các hãng khác, vì kỹ thuật của hãng, họ không có kỹ thuật đó, họ không sản xuất được đường kính nhỏ như thế này. Chỉ có cái Amorphe giỏi thế này, cái thằng Amorphe nó giỏi thật. Nó giỏi thật, phải bái phục nó, đúng không? Nó không phải không có 24. Nó cản được tất cả vi khuẩn vi chút. Cho nên chúng ta mới lựa chọn nó. Nó không có tùy ý được, bán chảy sâu như thế. Cho nên mặc dù như vậy, Amorphe vẫn rất khiêm tốn ạ. Amorphe là 99.999% của các loại vi khuẩn vi chút phải lọc hết. Mặc dù rồi thế, vẫn khiêm tốn như thế, không không nhỏ 100%. Hiểu chưa? Nó giỏi những mức đó đó, cho nên các loại vi khuẩn, các loại vi khuẩn tổng cản nó, tại vì nó từng kính họ lớn hơn từng kính của Amorphe, vấn đề này. Ok, bước thứ hai, chúng ta gọi ba cách mà, ba bước để bảo vệ hệ hô hấp. Ba bước, bước thứ nhất thầy. Thứ nhất là sử dụng máy lọc không khí. Bước hai là gì? Nâng cao sức miễn dịch, sức đề kháng, sức tự hồi phục của tế bào, của niêm mạc, của phổi. Thế bằng cái gì? Bằng năm thứ. Năm thứ chia thành hai mẫu. Cố ý cả. Cố ý. Tại sao chia thành hai mẫu? Có một màu, màu tỏ là protein mà ta quên. Protein mà ta quên tí nữa. Chúng ta nhờ MC Minh Hoàng. Ôi, tại sao dùng tập quý? Tại sao là tập quý? Không phải người khác, tại sao tập quý? À, thứ nữa, xem MC Minh Hoàng thế nào. Thứ hai là, thứ ba là gì? Caroten, vitamin C hữu cơ, vitamin A. Cái ba thứ đó là màu xanh, hai thứ đó là màu tổ. Thì các anh chị có thích tổ không? Có. Các anh chị có thích tổ không ạ? Có. Các anh chị thích xanh không ạ? Vừa tổ vừa xanh. Ok nhỉ? Đấy, cái năm thứ đó kết hợp với nâng cao được sức miễn dịch, sức đề kháng của niêm mạc, của tế bào, của hệ thống hô hấp để phục hồi. Nào, cho nên chúng ta mỗi một ngày đều cần bổ sung protein, tập bồi, à, protein và tập bồi. Các anh chị có biết không ạ? Này, bác sĩ kiến đi đâu cũng mang đi luôn, đi đâu cũng uống ạ. Các anh chị có biết bác sĩ muốn thế nào không ạ? Sáng nay có đi 6 giờ sáng máy bay từ Sài Gòn bay vào đây. À đây, đây là gì? Đây là Podiki. À Podiki, Podiki vì cái công tác cho nên phải Podiki. Podiki tương tự là protein cũng chắc vô ích cơ. À, hôm nay vùng 2 có rồi. Sau đó có rất nhiều thứ. Này, một, nhiều lắm à. Khi không mang hết đi. Không mang hết đi, hai, nhiều lắm à. Ba, bốn,
nhiều lắm à. Năm, sáu, không? Ừ, có chứ. Ui, không biết đâu luôn. Tóm lại đi đâu cũng ăn đi. Tại vì làm gì? Phải không ngừng nâng cao tế bào niêm mạc, không ngừng nâng cao năng lực của tế bào niêm mạc của chứng mình. Con người vô tế bào cấu thành, một con người vô sống đi đi chức tế bào cấu thành, mỗi một chức tế bào là khỏe mạnh, con người mới khỏe mạnh. Mỗi một chức tế bào là khỏe mạnh, mỗi một hệ thống của con người mới khỏe mạnh. Cho nên là tiếp theo là gì? Cái ba cái màu sắc đó gọi là ba kiếm khách. Ba kiếm khách là gì? Các anh chị phải hiểu ba kiếm khách. Ba kiếm khách này gọi là ba kiếm khách chúng cốc từ do chúng la hoa chúng mua siêu hoa tiểu tố vô cùng quan trọng, quan trọng vô cùng. Tại vì các loài bệnh tật mãn tính đều do cốc từ do nhiều quá trong cơ thể mới tạo ra, bao gồm ung thư đều do cốc từ do trong cơ thể nhiều quá mà dẫn đến ung thư. Thì cốc từ do thì ba kiếm khách mới có tác dụng. Vitamin à, vitamin A là caroten, caroten là điểm tố của vitamin A. Còn caroten, vitamin C, vitamin E, ba thứ tố hợp tác mới gọi là chúng lão hóa, chúng oxy hóa, chúng cốc từ do tốt nhất mạnh nhất. Thì ba kiếm khách đó chỉ cần cơ thể nơi nào có niêm mạc, nơi đó cần ba kiếm khách. Nơi nào có niêm mạc xin là cái gì? Mắt của các anh chị có niêm mạc không? Có. Mũi của các anh chị có niêm mạc không? Có. Viêm họng của các anh có niêm mạc không? Có. Phế còn có niêm mạc không? Có. Chi phế còn có niêm mạc không? Có. Đường ruột có niêm mạc không? Có. Dạ dày có niêm mạc không? Tử cung có niêm mạc không? Có. Ở đâu cũng có. Bùng chính có niêm mạc không? Có. Chỗ nào cũng có niêm mạc. Chỗ nào có niêm mạc, chỗ đó cần thiết ba kiếm khách chúng lao hóa. Ba kiếm khách chúng lao hóa, chúng oxy hóa, chúng cốc từ do mới bảo vệ được tất cả niêm mạc của mình, tất cả tổ chức của mình, tất cả tế bào của mình. Đó mới là tuyệt vời nhất. Đặc biệt ngoài cá vòng ngắn này, hôm nay là phụ nữ nhiều nhất. Phụ nữ nhiều nhất càng cần thiết ba kiếm khách chúng lao hóa. Tại sao? Đặc biệt nhắn mạnh một câu là gì? Phụ nữ nếu mà cái khuôn mặt của phụ nữ là cái bông hoa, thì cái cốc rễ của bông hoa đồ đó là từ cung và bùng trứng. Mà từ cung và bùng trứng, cái gì mà quan trọng nhất là muốn có bông hoa tươi mãi, nở cái bông hoa nở mãi, tươi mãi, trề mãi, khỏe mãi, đẹp mãi, thì cái cốc rễ phải khỏe mạnh. Cái cốc rễ khỏe mạnh như bao ý, nhưng mà niêm mạc của từ cung, niêm mạc của bùng trứng, nếu mà từ cung, nếu mà cùng tiếng nhiều vào cái nở vào ba kiếm cách chống lao hóa, chống oxy hóa, chống cốc từ do để nuôi gì nữa nào. Thì các anh chị xem ngoài cái ngoài sau thì rất nhiều cái cửa hàng quán spa này, quán spa này, quán spa kia, họ đã là vớ vẩn thôi, họ làm không từ đúng đâu, không chính xác đâu, họ làm một phần nhỏ thôi, họ mang được tính một chút lừa đảo một chút rồi, họ cứ lừa các bạn là bảo hiểu từ cung, bảo hiểu phụ nữ, bảo hiểu cái nơi bí mật của phụ nữ, nhưng mà họ không biết gì đâu, họ không biết gì đâu, họ chưa hiểu bản chất là gì. Bản chất là làm thế nào để nâng cao sức đề kháng, sức miễn dịch của niêm mạc của từ cung, niêm mạc của bùng trứng. Tố phải nhờ vào ba kiếm khách chúng lao hóa, chúng oxy hóa, chúng cốc từ do. Không muốn bị u sơ từ cung, không muốn bị u năng bùng trứng, không muốn bị ung thư từ cung, không muốn ung thư bùng trứng, bạn bất buộc phải sử dụng ba kiếm khách chúng lao hóa. Không phải chỉ đơn thuần là dự phòng các loại bệnh tật hệ hô hấp, mà không phải, chỉ cần nơi nào có niêm mạc thì nơi đó cần làm. Nếu mà bạn có một bị Việt Nam miền Nam gọi là bao tử ứ, đau bao tử giống gì đều liên quan đến niêm mạc của dạ dày. Niêm mạc của dạ dày bị tổn hại, bị tổn thương mới bị đau chứ. Thế làm thế nào sửa sang niêm mạc đó, niêm mạc của bao tử làm được sửa sang như vào ba kiểm cách chúng lao hóa, chúng oxy hóa, chúng cốc từ do. Muốn điều trị được cái bao tử tốt nhất, khỏe mạnh nhất, lâu dài nhất, thật sự là khỏi phải cần thiết ba kiểm cách chống lao hóa, chống oxy hóa. Cái gì đã hiểu rõ chưa? Dạ.
Ba kinh nghiệm chúng ta và chúng mỗi sống trong góc thì vô cùng tuyệt vời, tác dụng vô cùng lớn. Hãy nhớ khắc phục kỳ tâm. Khắc phục kỳ tâm. Nửa đêm ngủ say vẫn nhớ đến nó. Nhớ chưa? Nhớ. Là gì? Ba kinh nghiệm chúng ta họ là gì? Vitamin A, vitamin C, vitamin E. Vitamin A, vitamin C trong môi trường dầu mỡ mới hòa tan. Vitamin C trong môi trường nước mới hòa tan. Cho nên bất buộc phải ba thứ kết hợp với nhau, bất cứ nơi nào đều phải thay đổi. Ok. Bước thứ ba, có ba bước dự phòng các loại bệnh tật của hệ thống hô hấp. Ba bước dự phòng bệnh ung thư là gì? Bước thứ ba là thông kinh lạc. Có người có mùi cuốn kinh lạc. Vậy kinh lạc phổi ở đâu? Các anh chị có biết kinh lạc phổi ở đâu không? Các anh chị có khái niệm về kinh lạc không ạ? Có. Ngoài đường, trước ngoài đường ngoài đường gì? Tôn thất tùng. À, tôn thất tùng. Đường tôn thất tùng. Kinh lạc tương đương một cái đường phó. Dạ, ở đây là số bao nhiêu? 31B. Số 31B đường tương thất tùng. Nếu mà 31B đường tương thất tùng bị tắc một rơi có bị sao không? Không. Bị tắc một tiếng đồng hồ có bị sao không? Có. Tắc đường ấy, kẹt xe ấy, một tiếng đồng hồ có bị sao không? Có. Một ngày có bị sao không? Có. Một tuần có bị sao không? Có. Một tháng có bị sao không? Kẹt xe một tiếng đồng hồ ngay lập tức có cảnh sát giao thông đến đây mà xử lý, đúng hay không? Đúng ạ. Đúng không ạ? Nếu mà không xử lý kẹt xe lên một ngày thì tất cả xung quanh ở đây dân cư ở đây đều bị ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, đúng hay không? Đúng. Thì kinh lạc cũng phải. Thì kinh lạc cũng phải. Thì kinh lạc phải không? Từ đây từ bụng à. Thế các chị muốn học không? Có. Làm thế nào thông kinh lạc phải muốn học không ạ? Có. Đúng không ạ? Có. Muốn học thì đứng lên thật tập luôn. Như thế này. Để đây. Để giấy xuống bắt đầu. Như thế này. Bộ dùng sức mạnh. Đây đây. Thế là không chính là phổi. Dùng sức mạnh. Đơn giản chưa ạ? À, đúng rồi mọi người, một cười tươi. Đúng rồi một cười tươi. Mạnh thế. Mạnh. Mạnh cả thế. Ê, đừng đứng mày. Đừng đi, đừng đi, bố lên. Và tiếp tục. Chưa ngồi xuống như thế này. Kinh lạc phổi có nhiều nơi dễ bị tắc, dễ bị kẹt xe, dễ bị tắc đường đó. Trong đó có 3 nơi dễ nhất bị tắc đường. Nơi thứ nhất ở đâu? Đây, 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 đây. Vị trí này. Vị trí này. Thứ nhất bấm vào, dùng tay bấm vào, hai người một nhóm bấm cho nhau, mắt sơ cho nhau, bấm cho đây xem cảm thấy có đau có nhói không. Hai người một nhóm làm ngay, làm ngay, làm ngay, làm cho bên này đi. Đau nhói không? Dùng sức, dùng sức à, dùng sức bấm vào, bấm vào. Không thấy xin nghe gì thầy ơi. Nè, 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 vị trí này, vị trí này, đấy, thịt nhiều nhiều đó, bấm vào, dùng sức bấm vào, nó bị tắt rồi, bấm vào cho nó cảm thấy đau, cho nó cảm thấy nhói, có đau không nhói không? Tao nhỏ thì thích gì thì tắt người ta. Bấm.
thì trái với bạn hai người một nhóm làm tiếp ạ. Tiếp tục. Hai người một nhóm. Đầu bóng tay không bóng. Đầu là tắt. Đầu là tắt. Ok không ạ? Vị trí thứ hai. Học vị trí thứ hai được không ạ? Có. Vị trí thứ hai. Vị trí thứ hai. Vị trí thứ hai là ở đây nè. Từ đây sờ vào, từ đây sờ, thế có một cái xương cao cao á. Sờ sờ đến cái xương, có một cái vị xương cao cao. Nhìn thấy chưa? Sờ thấy không? Chỗ đây, vị trí này. Sờ đến xương, nhìn thấy chưa? Bấm vào, dùng sức massage. Thấy con tàu nhỏ không? Hai người một nhóm, bấm cho nhau, mấy khi có diễn phần như thế này. Nè, nếu mà có một hai người một nhóm thì tay trái bóng cho tay phải, tay phải bóng cho tay trái. Bóng, mắt xa, nói không? Đau không? Ô, dùng sức vào. Đâu không? Ok. Vị trí thứ ba. Ok, vị trí thứ ba. Vị trí thứ ba, mời các anh chị ngồi xuống. Ngồi xuống. À, ngồi xuống. Vị trí thứ ba. Hello. Ba vị trí ấy bị tắc nhất là ba vị trí đó. Còn một vị trí thứ ba học nữa không? Có. Học không? Có. Luôn mình đây. Bảo. À, mình đây nè. Đây đây, chia. Đây nè. Đây thì là bốn ngón tay. Một ngón tay xôi, tiếp theo là một ngón tay cái ở đây nữa. Ở đây nè. Nghe hiểu chưa? Một ngón tay xôi là một ngón tay cái nữa. Vị trí này. Ở giữa, bóng vào ra đây. Hai người một nhóm, bóng chân nhau. Bóng vào. Mạnh vào. Mạnh vào thầy, mạnh vào thầy. Nào, mà nếu mà cái bóng tay dài quá, bóng ra đây. Yeah. Bóng 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 mắt sắp vào bóng vào dùng sức tay trái tay phải hai người một nhóm nhanh nào OK. Học được chưa các anh chị? Các anh chị có vui không ạ? Có. Tiếp tục cảm động đúng không? OK chưa? OK. OK, đúng chưa? Kết thúc chưa? Kết thúc. Ba vị trí nhớ chưa ạ, các anh chị? Rồi. Rồi đúng không? OK. Vì thế anh của ạ, chúng ta tiếp tục đúng không? Ba bước. À, ba bước. Đã. Làm như thế nào? Khi ban đầu chúng ta hỏi các chị thích cái gì? Tiền càng nhiều, bền càng ít, có bao nhiêu điều không? Bền nhiều tiền ít, tuổi càng thọ dài, tuổi thọ dài đúng không? Có phải như thế không ạ? À? Các chị có phải bắt đầu ai cũng lựa chọn câu hỏi thứ tư đó? Tiền càng nhiều, bền càng ít. Đúng không? Tiền càng nhiều càng ít, bây giờ thì làm như thế nào? Phùi càng khỏe mạnh, bền thì càng ít, phùi càng khỏe mạnh. Làm thế nào? Vừa mới chúng ta nói ba bước, nhớ chưa? Bước thứ nhất là gì? Máy lọc không khí. Siêu máy lọc không khí. Bước thứ hai là gì? Nâng cao năng lực của tế bào của niêm mạc của phổi thôi. Bước thứ ba là gì? Thông kinh lạc. Đúng không? Để. Làm như thế nào? Phùi càng khỏe, bền càng ít. Bền càng ít chúng ta giải thích rồi, ba kính cách chống lão hóa, chúng ta giải thích protein tapoic đúng không?
tiền càng nhiều thì các anh chị muốn nghe, muốn tìm hiểu thêm nữa không ạ? Làm như thế nào tiền càng ít tiền càng nhiều, muốn tìm hiểu thêm nữa không ạ? Có ai muốn không ạ? Ok, thế là phần tiếp theo này không thuộc về nội dung của bác sĩ Kim nữa. Nội dung của bác sĩ Kim thì thảo luận giao lưu với các chị làm như thế nào cho bản thân mình dự phòng các loại bệnh tật. Thế phần này làm thế nào cho phổi càng khỏe mạnh, bệnh càng ít, để làm thế nào, tức là cụ thể giới thiệu cái máy lọc không khí và cái minh hoạt máy lọc không khí và minh hoạt cái sản phẩm khi đó thì là nhờ MC, nhờ Hoài, ok không ạ? Còn lại một phần cuối cùng, tiền làm như thế nào vừa phổi càng khỏe mạnh, bệnh càng ít, tiền càng nhiều, chúng ta lại nhờ vào đẹp trai đi rơi để giải thích cho các anh chị cô đồng ý không ạ? Có. Các anh chị cô welcome cô. Có gì muốn thì lớn hơn nào. Ok. Này, nhìn tiếp là em chị. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mọi người dành cho thầy một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Rất là cảm ơn thầy đã chia sẻ với chúng ta rất là nhiều kiến thức bổ ích ạ. Và bây giờ thì Hoài sẽ